Hát karaoke thì không chê vào đâu được. Ông hàng xóm sang muốn chê thì cũng không chê được, đúng không ạ? Xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại video tiếp theo của Nam Huy Audio. Và tiếp tục cho ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho các bác một cái phần quà nhỏ nhỏ vô cùng ý nghĩa trong cái mùa xuân Tết này, đúng không ạ? Đấy, phần quà nhỏ thôi nhưng mà ý nghĩa rất là lớn nhé các bác nhé. Đấy, liên tục những cái chương trình và phần quà được bên Nam Huy Audio dành tặng đến cho các bác khách hàng, đúng không ạ? Đấy, và trong ngày hôm nay phần quà đó chính là một bộ mic, đúng không ạ? Một mic có dây nhé các bác nhé. Đấy, khi các bác mua một cục súp F15K bên em thì các bác sẽ được tặng thêm một bộ mic xua. Đấy, mic xua dây nhé các bác nhé. Đấy, không phải không dây đâu, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ đi qua một chút về hình thức của con súp F15K cho các bác cùng xem nhé. Đấy, con này thì bên em đã làm khá là nhiều cái video chi tiết rồi, đúng không ạ? Cũng như là đập tung nội thất này. Đấy, và chiều cao, chiều rộng này và chiều sâu, đúng không ạ? Và tiện đây thì hôm nay thì em sẽ nói qua một chút thôi cho các bác cùng xem nhé. Đấy, bên ngoài của nó sẽ là một tấm mê căng, đúng không ạ? Bằng mặt mạ nhôm phay cao cấp này. Đấy. Và bên trong con này sẽ có một cái lớp bọt biển đây, đúng không ạ? Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, một lớp bọt biển này để chống bụi các bác nhá. Đấy, hoàn toàn chống bụi, đúng không ạ? Con này thì hoàn toàn bắt mặt, chạy bắt mặt rồi, đúng không ạ? Đấy, một bát 40 bên trong. Đấy, gân cao su các bác nhá. Đối với tất cả những cái mẫu súp gân cao su thì các bác cũng biết về chất lượng âm thanh, đúng không ạ? Rất là hay, đúng không ạ? Đấy, và bên dưới con này thì sẽ được dập một cái logo của EV Pro đây, đúng không ạ? Đấy, logo của EV Pro này. Đấy, và bên này sẽ là một cái tem chống hàng giả nhái công ty EV Pro này. Đấy, có mã QR này. Và website đầy đủ nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể vào trực tiếp website này. Các bác chào về sản phẩm này, đúng không ạ? Đấy, màu sơn của này thì màu sơn cát. Đấy, sơn sần nhé các bác nhé. Đấy, rất bóng, đúng không ạ? Và con này thì hoàn toàn chống bụi nhé các bác nhé. Đấy, rất là dễ lau chùi, đúng không ạ? Các bác để ý cho em là nếu mà bụi thì các bác cầm rẻ là ướt nhé. Các bác lau một phát là hết luôn nhé. Đấy, chống xước luôn, đúng không ạ? Đấy, và đây một thiết kế rất là đặc biệt đến từ EV Pro, đúng không ạ? Là một cái logo được dập chìm thẳng vào con súp này, đúng không ạ? Đối với mẫu súp F15K và mỗi súp S12K sẽ được dập chìm thẳng một cái logo ở đây, đúng không ạ? Rất là đẹp. Bên trên này sẽ hỗ trợ nó là một cái lỗ cọc này để các bác có thể chơi được những đôi bát 30 hoặc là những đôi phun, đúng không ạ? Đấy, bên này sẽ là cái tay cầm. Thiết kế của con này sẽ khác với con 1520 Pro là nó sẽ có một cái tay cầm ở giữa này, đúng không ạ? Khá là tiện lợi, đúng không ạ? Một thiết kế hiện đại hơn so với 1520 Pro, đúng không ạ? Đấy, và đây là một cái phần quà bên em muốn dành tặng cho các bác nhé. Đây là tay mic của nó này, đúng không ạ? Nó còn dây nữa cơ, dây nó rất dài nhé các bác nhé. Dây con này dài lắm. Đấy, đây là một cái phần quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ý nghĩa rất là lớn nhé các bác nhé. Đấy, một phần quà trị giá 1 triệu đồng, đúng không ạ? Nên em muốn dành tặng cho các bác. Em xin nhắc với các bác luôn là cái phần quà này không dùng cái hình thức là các đổi tiền sản phẩm nhé các bác nhé. Đấy, các bác là mua F15K mà các bác không nhận mic này, đúng không ạ? Thì các bác cũng không được chiết khấu với sản phẩm đâu ạ. Đấy, đây là một phần quà nhỏ nhỏ bên em muốn dành tặng đến với các bác trong cái dịp lễ Tết xuân về thôi. Đấy, nên các bác không nhận thì các bác cũng không được chiết khấu với sản phẩm đâu nhé các bác nhé. Đấy, không được trừ tiền vào sản phẩm đâu, đúng không ạ? Và em công bố giá luôn với sản phẩm này thì bên em đang cho ra với giá là 6.500.000 đồng. Đấy, bác nào đang quan tâm về sản phẩm này thì vui lòng liên hệ qua cho em nhé. Đấy, qua số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi, đúng không ạ? 0988 xin lỗi các bác là 0976 đấy, 0976 đúng không ạ? 366 855, đúng không ạ? Đây là vỏ hộp nó này. Đấy, một bộ mic xua rất là hay, đúng không ạ? Tí em sẽ hát một bài karaoke cho các bác cùng xem về chất lượng của bộ mic này nhá. Đấy, một bộ mic xua đây, đúng không ạ? Đây là một phần quà nhỏ nhỏ thôi trong dịp lễ Tết xuân về này thôi, đúng không ạ? Liên tục có những cái chương trình tặng quà cho các bác đây. Đấy, trong cái dịp lễ Tết này. Đấy, đây là bảng mạch đằng sau của nó nhé các bác nhá. Đấy, con này thì con số điện này hơi rồi, các bác có thể chơi hơi cũng được mà chơi điện cũng đều được nhá. Đấy, mà chơi điện là như nào, mà chơi hơi như nào, đúng không ạ? Chơi hơi là khi các bác cắm thẳng trực tiếp nguồn tín hiệu vào đây, đúng không ạ? Các bác có thể chỉnh trên những con vang này hoặc những con đẩy, đúng không ạ? Đây là nguồn tín hiệu sẽ vào thẳng trực tiếp trong mắt loa nhé. Đấy, các bác sẽ không qua những cái bảng mạch ở đây nữa, đúng không ạ? Nhưng mà đối theo em nghĩ thì con này bảng mạch nó xịn thì bác lên chơi nguồn điện nhé các bác nhé. Đấy, nguồn điện sẽ ổn định hơn rất nhiều, đúng không? Đấy, chơi nguồn điện là như nào? Nguồn điện là khi các bác cắm nguồn điện 220V vào đây, đúng không? Đấy, và các bác bật công tắc bật mở lên. Đấy, đợi 2 đến 3 giây thì cái dây này sẽ nhảy lên nha các bác nhé. Thì là đối với những dòng súp chất lượng trên thị trường bây giờ thì là 2 đến 3 giây thì cái dây nó mới nhảy lên, đúng không? Đấy, và các bác có thể chỉnh volume tổng ở đây này. Đấy, volume tổng của súp đây, đúng không? Và volume tổng của đây là, xin lỗi các bác, là đây là tần số nhá. Đấy, và công tắc đảo pha đây, đúng không? Đấy, công tắc đảo pha này. Và đây là những đường tín hiệu vào đây, đúng không? Đấy, đường tín hiệu vào này. Và đây là một tấm tản nhiệt điều thanh quá to và chất lượng, đúng không ạ? Đấy, cũng những tấm tản nhiệt điều thanh như này thì nó cần tất với những cái phòng rộng nhé các bác nhé. Đấy,
đối với phòng 50 đến 60 mét vuông, cân thoải mái luôn, đúng không? Riêng về con hình thức của S15K này, có anh thoải mái luôn, đấy, rất là rộng nhá. Đấy, bên dưới sẽ là thông số của nó này, đúng không? Model là S15K này, đấy, model S15K này đúng không? Con này thì 50 đến 60 Hz này, đấy. Và công suất cực đại con này sẽ là 950 đến 1600W nhé các bác nhá. Đấy, con này rất là khỏe đúng không? Đấy, độ nhạy 98 decibel này, trở kháng 8 ohm nữa. Và website và website đầy đủ với bộ đồ này, đúng không ạ? Và số seri và phân số xưởng này. À, con này thì xuất xứ tại UAE đây đúng không ạ? Đấy, con này thì công nghệ của Mỹ đây rồi đúng không ạ? Đấy, tem bảo hành công ty này. Đấy, rất là đầy đủ đúng không ạ? Một phiên bản đầy đủ đến từ bộ đồ. Đây là một phiên bản SUV có thể nói là cao cấp nhất của bộ đồ nhé các bác nhá. Đấy. À, còn chần chờ gì nữa đúng không ạ? Khi mua một cục SUV F15K các bác sẽ được tặng thêm một bộ mic xua, bộ mic dây nhé các bác nhé. Đấy, tay mic của nó này cầm rất là nặng nhé các bác nhé, kim loại chứ không phải là nhựa đâu, đúng không ạ? Đấy, còn dây của nó nữa cơ, dây của nó rất là dài. Đấy, và tiện đây thì em sẽ test âm thanh kết hợp với nó là một con đầy liền vang D68S nhé các bác nhé. Đấy, đấy, đây là một phiên bản đầy liền vang cao cấp nhất của BMW đúng không ạ? Đã được trang bị đầy đủ những tính năng hiện đại bên trong này, chống chập chống cháy này, và độc giải mã đúng không ạ? Đấy, con này thì tích hợp lau lướt này các bác nhá. Đấy, con này có chế độ lau lướt này, đúng không ạ? Chế độ lau lướt này thì hỗ trợ các bác mới hát karaoke, các bác bật chế độ lau lướt này lên hát sẽ hay hơn và nhẹ hơn rất là nhiều nhá các bác nhá. Đấy, con tổng của mic đây đúng không ạ? Echo reverb này, đúng không ạ? Và con tổng của music này. Đấy, và những cái nút chỉnh cơ đúng không ạ? Echo effect này, và jack cắm mic cả trước cả sau này đúng không ạ? Chỉnh mic tone này. Đấy, và chỉnh music control. Đấy, và kết hợp thêm sẽ là một đôi loa KI512 hàng mã siêu lướt nhé các bác nhé. Đấy, con này thì siêu lướt rồi, em đã làm khá nhiều cái video phân tích đập tung hết nội thất bên trong của lộ con KI512 này rồi, đúng không ạ? Đấy, con này thì chạy bằng 3 tiếng cơ bản thôi, một bát 30 này, một chung, một tem nữa. Và có một điểm đặc biệt duy nhất em muốn nói với các bác, đó chính là một cái đường kẻ chỉ màu hồng đây đúng không ạ, có logo của JBL Entertainment này, và cái logo này thì hoàn toàn có thể phát sáng nhé các bác nhé. Đấy, đạt mức độ âm thanh to nhất định thì cái logo sẽ phát sáng lên đúng không ạ? Bên trên hỗ trợ sẽ là ba con ốc này, hai ốc nổi và một ốc chìm đúng không ạ? Hỗ trợ các bác treo tường và chơi những cặp loa full này, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là khi các bác mua combo bên em thì các bác sẽ được tặng thêm một bộ mic BS500 đúng không ạ? Đây là một bộ mic của BBR nhé các bác nhé. Đấy, một bộ mic rất là đẹp đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng nghe qua một bản chưa có súp nhé. Em sẽ test chất lượng âm thanh của súp này cho các bác cùng nghe này. Một bản chưa có súp nhé các bác nhé. Đô la KI này mà không có sút thì nghe rất là hay đúng không ạ? Đấy, các bác nghe nhạc vàng thoải mái luôn. Đây là một bộ mic nhé các bác nhá. Đây là một phần quà nhỏ nhỏ muốn dành tặng với các bác trong cái dịp lễ Tết xuân về thôi. Sáng nhé các bác nhé, logo sáng này. Cái màn hình của con đây 68 này rất là đẹp nhé các bác nhé, đúng không? Cái màn hình rất là đẹp. Đấy, đây là một bản chưa có một tí súp này các bác nhé. Bây giờ em sẽ test một bản con súp cho các bác cùng nghe này, đúng không? Em sẽ test tần số súp nó to hơn một tí nhé. Đây, em sẽ mật to tần số một tí này. Đấy, bắt đầu con súp nhé các bác nhé, quánh nó tức được luôn, đúng không? Đấy, bắt đầu con súp rồi đấy. Âm thanh ra rất trong tiếng mà sáng tiếng nhé các bác nhá. À, rất là hay đúng không? Đối với phiên bản súp này.
Đấy, vừa rồi các bác đã được cảm nhận qua chất âm về cục súp rồi đúng không ạ? Em xin báo lại giá với các bác nhé. Đấy, với cục súp này, với cục súp F15K này thì đúng không ạ? Thì công ty đang cho ra với giá là 6.500.000 đồng đúng không ạ? Đấy, bao ship hoàn toàn với các bác luôn đúng không ạ? Bao ship toàn quốc nhé các bác nhé. Đấy, và đặc biệt hơn là khi các bác mua cục súp F15K trong dịp lễ Tết xuân về này, bắt đầu từ ngày 25 trở đi đúng không ạ? 25 tháng 12 trở đi nhé các bác nhé. Bên này sẽ tặng cho các bác thêm một bộ mic Shure không dây, một bộ mic có dây nhé các bác nhé. Đúng không ạ? Trị giá là 1.000.000 đồng. Đấy, một phần quà nhỏ thôi nhưng mà ý nghĩa rất là lớn nhé các bác nhé. Đấy, có một ý nghĩa rất là to lớn trong này, đúng không ạ? Một phần quà nhỏ dành cho cái mùa lễ Tết xuân về lần này, đúng không ạ? Đấy, đây là một bộ dàn combo mà các bác chơi trong gia đình quá là hợp lý luôn, đúng không ạ? Chỉ tầm 22 triệu đổ lại thôi. Đấy, các bác đã sở hữu một bộ combo uy lực này, đúng không ạ? Chơi cực kỳ hay nhé các bác nhé. Hát karaoke thì không chê vào đâu được. Đấy, ông hàng xóm sang muốn chê thì cũng không chê được, đúng không ạ? Đấy, các bác nào đã quan tâm về sản phẩm này thì vui lòng liên hệ qua cho em qua số điện thoại 0976 366 855